Và mỗi dịp cuối năm thì hãng tìm kiếm khổng lồ là Google lại công bố danh sách các ứng dụng phổ biến nhất hay là các trò chơi tốt nhất ở trên Google Play trên phạm vi toàn cầu. Và nếu chịu khó quan sát hành vi sử dụng điện thoại thông minh của những người ở xung quanh thì chúng ta cũng không khó để đoán ra là những cái tên lọt vào danh sách này là những cái tên gì. Với cánh nam giới thì và đặc biệt là những người mê game thì không thể không nhắc tới trò chơi Pokemon Go. Còn với chị em phụ nữ thì đó chính là ứng dụng chỉnh sửa ảnh có tên là Face Changer 2. Face Changer 2 là một phần mềm cho phép chụp ảnh selfie, sau đó chỉnh sửa với nhiều hiệu ứng làm biến dạng khuôn mặt hay là gắn thêm các phụ kiện đầy vui nhộn. Theo tổng kết của Google thì ứng dụng này đứng đầu bảng xếp hạng với hơn 10 triệu lượt cài đặt. Với giao diện đơn giản dễ sử dụng, tương thích với các đời máy chạy hệ điều hành Android, Face Changers có thể cài miễn phí và giúp người dùng thỏa sức sáng tạo với các công cụ dễ thao tác. Đứng đầu danh sách các trò chơi được tải về nhiều nhất trong năm chính là Pokemon Go với hơn 100 triệu lượt tải về. Được phát hành từ ngày 6 tháng 7 và chỉ trong 5 ngày đầu ra mắt thì ước tính đã có khoảng 7,5 triệu người đã tải trò chơi này về. Và năm trước thì danh sách của Google chỉ tập trung vào các trò chơi và các ứng dụng. Tuy nhiên thì năm nay Google đã bổ sung thêm các bài hát, phim và cả các cuốn sách được tải về nhiều nhất. Vâng, không quá khó để lý giải vì sao ứng dụng chỉnh sửa ảnh Face Changer 2 lại đứng đầu danh sách ứng dụng được tải về trên Google Play trong năm qua. Khi mà xung quanh chúng ta, tất cả các chị em phụ nữ có điện thoại thông minh đều đang sử dụng ứng dụng này như là một thú vui hàng ngày. Không những thế, nó còn giúp cho chị em trở nên xinh lung linh với làn da trắng sáng, không một vết mụn khi xuất hiện trên mạng xã hội. Vâng, tôi muốn nói thêm một chút về việc chụp ảnh selfie. Và không phải đến bây giờ khi mà có điện thoại thông minh rất là phổ biến rồi thì chúng ta mới có cái sở thích, có cái thói quen chụp ảnh như vậy. Mà các tài liệu ghi lại thì cho thấy là từ đầu thế kỷ thứ 15, con người thì đã có ý thức về việc cái tầm quan trọng của những bức ảnh đại diện của chính mình. Vì vậy mà họ nó có cái ý nghĩa trong việc khẳng định vị thế của mình so với những người khác. Vì thế mà mỗi bức ảnh đại diện thì đều được dàn dựng hết sức là cẩn thận. Cũng giống như là bây giờ chúng ta khi mà chụp ảnh selfie thì chúng ta tạo dáng rồi biểu cảm rất là kỹ lưỡng. Vâng, theo như tôi thấy thì ảnh selfie thực chất không phản chiếu chính con người thật của chúng ta, mà phản chiếu cách chúng ta muốn người khác định hình như thế nào về mình. Và bạn càng chia sẻ những bức hình selfie về một đặc điểm mà mình muốn tạo ra cho bản thân như môi mọng này, mắt đẹp này, hay là thân hình rất là sexy, quyến rũ, thì người khác càng công nhận những giá trị tự tạo đó về bạn. Vâng, và chương trình Chào Buổi Tối sẽ tiếp tục trong ít phút nữa. Quý vị và các bạn hãy cùng giải lao trong giây lát.